mua đồ ở trên mà online này kia nọ đó, không? Đây nè, online đây nè, đây là online, hàng online mọi người. Còn hàng mà được giao thực tế nha, chị Tiên à, đây hàng giao thực tế. Hàng được giao thực tế đó mọi người. Trời ơi là trời, Ngọc Quyền ơi, Ngọc Quyền. Đây nè mọi người, em đâu có nói láo mọi người đâu, mọi người chẻ tóc hai mái luôn nè mọi người, chùm chùm. Đó, đây là hàng thực tế giao được tới, đây, sản phẩm của con được giao tới nơi rồi. Đây nè mọi người, cái này là ship có COD nè mọi người. Coi là kiểm tra hàng đó nha. Dạ mọi người ơi, ai đã từng biết chú Giáng Tiền? Đây là nhung nhang thiệt của chú Giáng Tiền nè. Ôi má, đây là nhung nhang thiệt. Kìa bác cười, bác cười kìa. Đó. Ô, chị ơi, chị được rất sơ sát. Nay đi chở xe ba gác đúng không? Kìa. Chị này chị phải đánh chị đó, ai đó đám á. Cô này đánh chị đó. Nhà có công chuyện hả? Mọi người nên cẩn thận ha. Đồ trên mạng nha mọi người. Cẩn thận nha, đây là giao trực tiếp qua nè mọi người. Đây là giao trực tiếp qua nè. Trả hàng. Trả hàng. Trời ơi là trời. Khổ tâm ủa. Cô nghe giật mình. Cô. Nghỉ bán luôn. Cô ơi. Cô có đi khám mắt chưa? Sao vụ gì? Có vụ gì? Cô nói là chú Giáng Tiên ngang ngửa mẹ. Thiệt, tao muốn tự dựng tao chết cho xong thiệt á. Đâu, còn có đâu, thấy chú Giáng Tiền đẹp hơn chị mà. Em nói chú Giáng Tiền đẹp hả? Em coi bằng kính lúp đúng không? Chắc vậy. Không, em coi bằng kính hiển vi. Hả? Rồi, 2 tuần, vô bánh, vô bánh. Rồi, 1 tuần chứ 10 ngàn là đủ luôn rồi. 10 ngàn nữa là thôi 40 trên này. Rồi, ok. Rồi để xòi tới nha. Bên đây để xòi. Đó, nó bị mẹ nó khó nuôi đó. Úp cái tô lên đầu, cắt thành cái muỗng dùa. Bây giờ mọi người nhìn cái muỗng dùa của nó nè. Đó, thấy ghét chưa? Trời, em che mặt cái gì? Cái gì? Che mặt gì? Mệt quá. Mệt quá. Cô bé muỗng dùa. Trời ơi. Hả? Trời ơi. Thôi đỡ mặt luôn. Hai phần á, thôi 4x4. Cái tướng nó giống như con Kim Duyên quá ha. Tự con Kim Duyên bán thuốc ốm á. Này cũng bán thuốc giảm cân luôn à, bán giảm thuốc. Cân. Có đó ai đó ai? Đây mấy bé gái nè. 40 nữa. Mấy ok. Trời ơi bữa nay mới thấy em á. Mấy bữa bà đây. Hồi bữa mấy bữa á. Mấy bữa mà nó thấy tôi á, biết làm gì không? Trúng. Chỗ đó. Ok. Ba bỏ đũa rồi. Rồi ok em tiếp sắc. Rồi gửi. Hai phần. Rồi 60 đủ lắm nè. Đem hai trứng vô. Rồi có trứng luôn. Trứng cà phong. Hồng thư thoại giờ nó chửi tôi nè. Lại em đó hả? 4 vòng này quay lại giùm em. Chị tẩu đâu vậy? Chị tẩu đâu được đôi dép. Bao nhiêu nhiêu nhiêu? 110. Ok. 3 phần tiếp theo luôn. 110 tiếp luôn. Trời đăng lẹ nè. Được quan để các thi đăng cái đã. Ok em. Ủa có ai có cục sạc pin không dạ? Chưa có. Lùi ra. Cảm nhớ đồ đèn nha, chút hay quên đúng không bé? 5 phần, mấy 5 phần luôn á chị? 2 phần. Thấy khó. Tiền lớn nè, thôi tiền lớn nè.
Đây 440, chỉ có 10 ngàn không? Chỉ có 10 ngàn không? Cho em xin 10 ngàn đó. Rồi, cảm ơn. Rồi, xuất sắc đấy. Mày nhái hả? Rồi, cảm ơn dễ nha. Rồi. Đủ đưa nhiêu vậy? Đưa nhiêu vậy? Ông đó đưa nhiêu vậy? Không, 3 phần. Đưa ông bao nhiêu? Đưa 160. Hay quá, xuất sắc. Chị Thi ơi, con đang đi sở thú nghe. Ghê cầu quên. Hai ngón tay đâu, hai ngón tay. Ừ. Được, được, được. Ok. Dễ thương quá. Cho em xin tấm rồi đó chị. Ủa sao bánh đâu, bánh đâu? Oh my god. Trời. Quạo trời, quạo trời. Mày che là tao mới quạo đó. Tao đang nhìn ngon lành che lại. Trời ơi. Nhìn bên kia ngon lành, nó nhìn qua cưng chị sợ. Trời ơi. Em nãy giờ cũng hú hồn như vậy á. Mà em ém đó chị à. Em vô nghe. Ok ok. Chị cười tươi lên chị. Sao chị em đánh xong ra em bém tươi hơn chị. Cưng có quyền mà. Xong chưa? Chị giải quyết liền nè. Chị tính đâu kiếm mà chị. Bà gan quá à. Trời ơi bà mới đâu kiếm với ổng á. Chị cười lên nghe. Mặt tự nhiên quá ha. Má chụp tự nhiên luôn. Không mặt bé này tự nhiên nè. Tự nhiên đi. Giả bộ quay qua nói chuyện thôi. Giả bộ thôi. Chị giả bộ nói chuyện giả bộ thôi. Mình đang diễn kịch đó. Muốn tôi bà đang diễn kịch đó. Trời ơi quá tự nhiên luôn. Cảm ơn chị. Mua bánh chưa? Đang đợi nè. Bánh chưa đứng lại. Dạ đợi. Đây. Đẹp quá bánh. Mình chắc mình về được. Được. Có ai giùm mình giùm. Đồn. Mày hôm nay giang mà tươi như hoa vậy chị. Hả? Thường thường thấy chị mặc quả lắm sao mới tươi vậy chị. Tại sao? Hả? Thường thấy chị chụp hình là mặc sử dụng. Sao này chụp tươi ghê nha. Chụp tươi nào? Tự giờ tôi có cười vậy mà tươi con này. Nhiêu vậy nhiêu? Mấy cái, mấy cái? Hai phần, hai phần. Thôi thì phần thôi là nhiêu. Chồng nó 40. Rồi chồng 60 đủ. Hai phần. Bây giờ mua cái thang không? Đó. Đó, xin hàng đó anh. Còn không, xếp hàng vô lòng tôi nè. Hai phần đủ nè. Con này là con phải đi nhận đồng. Rồi ba phần đi đi. Không nhờ giả ta. Mấy phần, mấy phần? Ở đây 1 phần. Mặt như cắm chưa trời? À rồi. Mơ nghe. Cho em xin như thế này nè. Tất cả mọi người đang ngồi mà hồi nãy có bánh tráng rồi đó. Mọi người cầm cái ghế á.
mọi người tự cầm cái ghế qua cho em xin một ngồi bên đây ha. Mọi người cầm cái ghế ngồi, mọi người ngồi bên đây. Ai đã có bánh tráng rồi á? Không, còn chưa bánh tráng, cứ ngồi đó giùm em. Mọi người ngồi một hàng á, mà mọi người ngồi như vậy nè. Ai mà đã có bánh khoan, ai có bánh tráng rồi mọi người ngồi quay mặt ngang qua giùm em ha, để em biết là những người chưa có bánh tráng để em sắp cho người ta ngồi nha. Mọi người thương giùm em thì mọi người vẫn lấy cái ghế của mọi người ngồi đi, không sao đâu, em không có lấy cái này là ghế. Con cho cô hả? Quê mày. Không. Mọi người ơi, em đã xin mọi người cái hàng ngay luôn á. Mình ngồi xây mặt qua giùm em, không? Em có bánh rồi đó, em ra ngoài ngồi giùm em ạ, chị ha. Rồi, em đây. Cho các thi xin hàng ngay này nè. Cái lỗ hổng kìa, cái lỗ hổng của Trần Giang kìa, không nhảy vô. Ngựa. Đây. Con ơi, con đợi bánh tráng hả? Có đợi không? Có đợi gia đình mình đợi đúng không? Rồi gia đình mình lên đây ngồi đi. Không, mình vẫn ngồi đây, mình vẫn ngồi là... Mọi người lưu ý là như thế này nè. Em khoan mọi người cho em 5 phút lè lè mọi người. Lè lè lên mọi người. Mọi người ngồi đây nè. Nhanh lên con, nhanh lên. Không, nguyên gia đình của mình á, nó gọn nhất là ở đây nè. Ừ, mình vô đợi bánh tráng đúng không? Mình cứ dựa vô đây ngồi nè. Ừ. Rồi, em có đợi bánh tráng không? Đợi, đợi em ngồi. Rồi. Ủa chị ngồi chứ này là được trước rồi không chị? Em xích lên đi. Em ngồi soi vô nè. Có ai là không là Quang Dục nha. Em này nước kìa, đi đạn. Tại vì khách Thi đang thấy khách người ta đứng đợi á, nó không tội nghiệp người ta. Người ta đứng cũng có người gái nữa, cũng có đàn ông nữa. Con ngồi sát vô giùm.